Trời ơi, hôm nay con nghe mẹ khoai mì Củ Chi chi nhánh cắt ghép hai chi nhánh ghi âm tập đoàn ghi âm cắt ghép hai tại Củ Chi. Trời ơi má ơi, má con lạy má, má bị cái bệnh gút đỏ gút đen của má, mà sao má lên mà má chửi tất cả, má gom nguyên một cái cộng đồng mạng, má chửi người ta coi như là không còn một cái gì để nói. Rồi sao thì má kiện người ta tới đâu rồi? Rồi sao rồi? Cái khu vực kho lao rồi nó kiện má tới đâu rồi? À, má lên má nói má làm như má hay lắm á. Má chắc má có ăn có học quá ha. Đúng rồi, không biết là chồng thằng nào nó lấy má. Với lại má mà chắc má dạy con má chắc là giống má con quá. Trời ơi mẹ ơi mẹ. Mẹ lên mà mẹ nói chuyện mà mẹ sủa giống như đàn chó gâu gâu. Mà mẹ chửi người ta là YouTube cái gì? Những người hùa theo là những người đàn chó gâu gâu. Theo nịnh vợ bà Ni với Hồng Loan là những cái con chó mà chầu trực cục xương trước cửa nhà Hồng Loan. Ủa, người ta chầu trực nhưng người ta có phước, hiểu không? Người ta có phước, người ta chầu trực trước cửa nhà ông Năm là bởi vì sao? Là ông Năm ông phù hộ cho người ta. Người ta ở đó người ta quay phim, người ta quay YouTube, người ta đưa những cái thức phim là cho những người mà không ở Việt Nam, người ta ở nước ngoài người ta coi. Còn má sao? Má ngồi đó má xin tạc không à? Má xin tạc, má câu view, câu like. Rồi má ăn bao nhiêu tiền rồi? Ăn bao nhiêu tiền trong vụ drama này rồi? Má nghe cái vụ án mà cái bộ răng của má chưa, đã bể chưa? Bà Ni bà kể chuyện á. Trời ơi, tưởng đâu chủ doanh nhân tiệm vàng YouTube ăn mấy trăm củ một tháng mà không làm nổi được cái hàm răng, mà phải lên nịnh bợ cái Loan, là kêu cái Loan là kêu cái Loan á là nói vô cho bà làm răng á, để bà cho cái hàm răng để mà nhai. Ủa, tới hồi nào giờ là mở tiệm vàng, doanh nhân tiệm vàng mà hỏng lẽ mà không có tiền mà làm nổi được cái hàm răng, mà phải lên nịnh bợ cái Loan là nói kêu nói bà làm răng, bà người đẹp làm răng á, bà người đẹp làm răng để làm cho bồ làm răng để cho mà có răng mà nhai cháo. Trời ơi trời, bây giờ bể ra chưa? Bể ra chưa mẹ? Hả? Mẹ còn lên mẹ ngồi mẹ nói chuyện, mẹ dẫn dắt cái bọn fan cuồng của mẹ. Rồi mẹ hết chuyện, mẹ câu like câu view rồi. Mẹ nhảy lên mẹ chửi ông nhạc chế Nhất Phương. Ủa giờ chửi cho kênh ta đi. Trong cái đó là mẹ là người không đàng hoàng. Mẹ đang bị cái bên khu vực mà khọt lào, khọt xèo ở dơ. Với lại khu vực co lao nó đang kiện. Với mẹ con này con ve nó đang kiện. Ơi bày đặt mình không ra cái gì mà trong khi đó mình đang bị ăn đơn mà mình đòi mình kiện người ta. Ủa làm gì có chương trình mà làm gì có cái vụ mà mình đang bị kiện đơn mà mình là không là người công dân tốt mà mình lại đi mà mình có quyền mình kiện lại người ta, mà trong khi đó là kiện người ta là tòa án người ta cũng còn phải xem, pháp luật người ta cũng phải xem xét lại là mẹ kiện người ta có đúng hay không, rồi người ta có chà đạp mẹ hay không mà mẹ kiện người ta, hay là người ta chỉ nhắc tên mẹ thôi rồi người ta mang hình ảnh mẹ lên thôi, là người ta chỉ phân tích nói chuyện cho người ta đã xúc phạm mẹ cái gì, đúng không? Chứ không phải là ông nói không đúng hay sao. Ông kêu là con khoai mì Củ Chi nó quay lại là nó lợi hại hơn xưa, còn không đúng hay sao? Trời, bữa nay còn bày đặt ngồi dậy ngồi nói cái lên cái phần 71 chửi hết cộng đồng mạng là cái gì chó hùa với linh cẩu. Trời ơi, cái dân chợ búa người ta còn chưa bao giờ mà người ta ăn nói hà mồi như bà, hiểu không? Bà nó thẳng cho bà địa đạo Củ Chi nói nghe nè, ê bữa nay á dám làm dám chịu ha, giờ bên kia nó kiện đi, giờ chung cho nó đi, ói ra chung cho người ta đi rồi nói chuyện. Còn cái chuyện YouTube, cái kênh của bà bây giờ bà coi đó 200.000 lượt đăng ký, mà bây giờ mỗi lần mà đăng video là có mấy chục ngàn người xem, à thậm chí có 10.000, có lúc có 10.000. Bữa nay phần 71 lên sổ như là giống như con linh cẩu sổ gâu gâu á, giờ bắt đầu mới được 70.000 người xem, đúng không? Câu like câu view, bản thân mình câu like câu view mà mình đi nói người ta là câu like câu view. Trời ơi, người bồ bà chửi người ta là linh cẩu, bồ chắc bà là linh gì? Bà là linh gì? Bà là cái con linh chó đúng không? Còn là người ta linh cẩu, bà là linh chó đúng không? Trời ơi giỏi quá ha, hay quá ha. Trời ơi, rồi chừng nào đi về thế giới bên kia
cái bệnh của bà là chắc đi được rồi á, chứ bà lên bà chửi người ta như kiểu đó thì dòng họ nhà bà chắc cũng phải chịu trách nhiệm đó, chứ đừng nói là bà bị cái bệnh đó, hiểu không? Trời ơi, bị bệnh mà lên chửi người ta như đúng rồi ha. Rồi sao hả? Lên đình bờ cái khu vực bên da chó với khu vực bên bên khọt sẹo ở dơ á, rồi nó giảm cho bao, nó giảm cho mấy lá đơn à, rồi nó rút cho mấy lá đơn à, người ta nói không đúng hay sao? Giờ nên nên bờ đích cho người ta, rồi cuối cùng là tụi nó ra điều kiện là giờ lên sủa gâu gâu đi, rồi chửi táp bên Hồng Loan đi, rồi chửi táp bên YouTube Hồng Loan, chửi khán giả, rồi chửi cả bà Ni, rồi là bên kia rồi rồi bên kia nó rút đơn cho, đúng không? Chứ còn không đúng, trời ơi, chắc không dám, không đúng quá. Người ta nói đúng thì cho chúng tim đen mà còn bày đặt, mà lên trên đó mà còn phân tích phân ơ, rồi lên ngồi đọc giống như kiểu là bà chúa ông hoàng á, giống như kiểu mình hay ho lắm. Trời ơi, thôi cái bản mặt mày, tao nói cho mày nghe này, cái con địa đạo Củ Chi mặt mày là bây giờ nó thua một cái người chợ búa, hiểu không? Nó thua một cái dân chợ búa, nó thua một cái phường chợ búa. Chợ búa người ta tuy rằng người ta có giao và bán, người ta có nói qua và nói lại, người ta có trả giá ha, nhưng mà người ta không có rằng như là vô học vô thức vô vô minh như 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 mày, hiểu không? Mày là thuộc thành phần không phải là chợ búa nữa rồi, cái con địa đạo Củ Chi, cái con mì tôm mày, tao phải xếp thuộc vào cái dạng là mày không còn gọi là phường chợ búa nữa, mà gọi mày là cái gì biết không? Mày là coi như là cái bọn động vật đó, nó không còn là cái đầu óc của con người, mà phải gọi mày là cái thành phần động vật. Động vật là cái đầu nó không có não, hiểu không? Cái đầu nó không có não, cái đầu nó thuộc về cái thành phần mà dạng như là nó là chứa toàn của bạn, nó chứa toàn có dạng như là bá đầu với óc heo không à. Thì lấy đâu mà mày lên trên đó mà mày dạy dỗ người ta, mày dạy dỗ, mày phát ngôn, mày chửi rủa cả cộng đồng mạng. Trời ơi trời, bữa nay kênh của mày ngon á, con mì xào ha, con mì xào bữa nay kênh của mày ngon á, mày lên mà mày mày ăn nói vậy rồi mày không sợ Suja bên Suja nhà mày á, rồi còn mày không biết sợ bên Suja nhà mày nó nhục mặt cho mày à. Có một cái người Suja như mày, trời ơi, lên tưởng gì lên chửi nhau trên cộng đồng mạng, hay quá ha, giỏi quá ha, YouTuber giỏi quá, ăn giọng cho đã, rồi bây giờ bị ói da, rồi bây giờ bị ngáo, bị cuồng, rồi lên là chửi rủa Hồng Loan. Ủa Hồng Loan nó làm gì mà nó có phải có trách nhiệm nó đứng lên mà nó can thiệp cái chuyện của mày hả? Hồng Loan nó trả lại những cái gì món đồ của mày rồi, bởi vì mày mang tiếng mày là một doanh nhân tiệm vàng, với mày là một kênh YouTube lớn, nhưng mà mày không đáng để cho một người lượm ve chai với móc bọc mà người ta tôn trọng mày, hiểu không? Cái con mì tôm Củ Chi kia ha, Hồng Loan nó làm gì nó phải có trách nhiệm nó đứng lên là nó kêu mọi người dừng lại không tấn công mày. Trời ơi, trong cái đó là cái gì, cả cộng đồng mạng cả thế giới là người ta tẩy chay mày rồi, hiểu không? Hồng Loan nó làm gì mà nó rảnh quá, nó đâu có rảnh ngán như vậy mày hả? Hả, trong cái đó là mày lên mày 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 ăn ngói, mày phát ngôn, mày giống như một cái con cuồng, con điên, con khùng, nó giống như là một cái con mà dạng như là não nó có vấn đề, não mà dạng như não đất á, hiểu không? Lên chửi rủa. Ủa bây giờ mày mày ngon thì bây giờ mày về phe bên kia đi, mày về phe bên kia hẳn luôn đi, giờ có gì nó bờ đít cho mày, hiểu không? Mày bờ đít cho nó bờ đít cho mày, chứ mắc cái gì mà mày phải câu like. Ủa chứ bên kia chi nhánh bên cọt xèo ho lao không có câu like câu view nổi à, mà phải nhảy qua bên Hồng Loan này chửi khán giả Hồng Loan, rồi chửi bà Ni, rồi chửi Hồng Loan thì mới có like có view à. Đúng là nhục nhã, đúng là nhục nhã, đê hèn bần tiện. Không ngờ là một cái con doanh nhân tiệm vàng khoai mì địa đạo Củ Chi mà phải đi xin một hàm răng của một cái người đẹp, mà một cái con là người đẹp làm răng, đúng không? Cuối cùng là mày không bằng cái cọng lông chân của nó, đúng không? Đê hèn đốn mạc. Trong cái đó là cái con mà cái con làm răng nó cũng đâu có cho mày hết 100% đâu, nó nể Hồng Loan nó mới cho mày 80%, còn 20% là nó lấy vốn, còn 80% là cái công làm là nó miễn phí cho mày. Thay vì làm răng là 200 củ thì là nó chia ra là 80% là tiền công với tiền lời, là nó cho mày, nó bố thí cho mày, là nó nể cái Loan,
là do là cái loa nó nói thì nó phải bố thí cho mày, còn cái loa nó không nói là mày phải trả cho nó cái hàm trang 200 củ, nghe chưa? Con cái con khoai mì củ chi kia, cái con đê hèn, cái con bẩn tiện, cái con mà dạng như là đầu đất, hiểu không? Mày bây giờ có nước là bây giờ mày kiện ai? Mày kiện đằng Nhất Phương được tao mới lạ ha. Trong cái đó là mày còn đang tè le bung bét cái kìa, mày còn giống như mày nói cái dù đờ ra ma của Hồng Loan là giống như cái đống sờ bẩn, mày không có can thiệp vào nữa, mày không câu like câu view. Chính vì cái đám sờ bẩn á, mày mới có ngày hôm nay, mày mới có tiền mà mày mua những cái đồ trang điểm cá bảy màu của mày, mày mới có tiền để mà nuôi chồng nuôi con mày, mày mới có tiền để mà mày sắm sửa trong gia đình nhà mày. Mày đừng có nói là cái đám sờ bẩn nhá, cái con củ chi, cái con mày chửi là cái Loan là vô ơn. Mày chửi cái Loan vô ơn hay là chính bản thân mặt mày, gia đình nhà mày vô ơn cái Loan? Chưa hề lên một tiếng lời nào cảm ơn cái Loan. Nhờ có cái đống sờ bần của cái câu chuyện của cái Loan á, là gia đình nhà mày mới có cái chén cháo mà hốt đó, nghe chưa? Cái con địa đào củ chi, con mì tôm, cái con mà chi nhánh cắt ghép ghi âm hai địa đào củ chi, nghe chưa? Tao nói cho mày nghe, mày mới gọi là chính thức cái loài mà vô ơn ha. À, mày là chính thức là cái loài vô ơn, chứ mày đừng có nói là cái Loan, nghe chưa? Cho nên tao đề nghị mày là mày đừng có lên trên sóng mày sổ gâu gâu nữa. Mày lên mỗi lần mày lên mà mày lên mà mày đăng video á, tao tưởng tượng là mày là một cái con chó sổ gâu gâu chứ không phải là người ta, hiểu không? Mày là một cái con chó mà đang chuẩn bị đi chờ cái cục xương để mà đi mà liếm, đi mà kiếm cái cục xương để mà gặm. Còn YouTuber dứt khởi nhà ông Loan với những người ủng hộ ông Loan á, là được lộc của ông Năm ông ban cho rồi ha, chứ không cần là phải như mày là chờ những cái cục xương mà để mà gặm mà liếm mà loát, nghe chưa nha. Còn riêng về cái chuyện mà chị Ni ấy nha, mày càng nói thì khán giả chúng tao càng yêu thương chị Ni nhiều hơn, nghe chưa? Còn bây giờ bà Ni, bà live stream ở đâu, bà live stream bất cứ ở nơi nào, hay bà không live stream, hay là bà có YouTube hay không YouTube, chúng tao cũng không quan tâm chuyện đó. Chúng tao chỉ quan tâm là chị Ni là người phát ngôn và đại diện cho Hồng Loan, và chị Ni là một người hiểu biết, chị Ni là người mái đỉnh, cái gì chị Ni cũng mái đỉnh vậy thôi. Trong con mắt khán giả của chúng tao là tụi tao không dễ gì mà bị mày dắt mũi, không dễ gì mà bị mày dẫn dắt, nghe chưa? Con mì xào, con địa đào củ chi, cái con đê hàn bần tiền gỡ hàm răng hay trả cho người ta, mày là người phải gỡ hàm răng hay trả cho người ta, nghe mày, nghe chưa? Mày là cái thứ mà tập đoàn ghi âm chi nhánh hai, nghe chưa? Mày gỡ hàm răng hay trả cho người ta đi, không là mỗi ngày là tao có sẽ còn lên tao ra giả là tao nói về cái vụ án mà hàm răng mà nhờ Hồng Loan lên nói cho cái con người đẹp làm răng nó mới giảm cho mày 80%. Rồi mày về mày trách cái Loan là sao, ý là sao không miễn 100% đi mà sao vẫn lấy tiền mày 20%, ủa mày là má người ta hay sao? Nhờ có cái Loan nó nói á, là bà làm răng á, bà cái con người mẫu làm răng nó phải giảm cho mày 80%, chứ không á dễ gì mà nó giảm cho mày. Ủa mày là cái gì mà người ta phải giảm cho mày? Mày là cái con mà chi nhánh cắt ghép ghi âm tập đoàn ghi âm hai, là cái thứ mà dơ bẩn đại diện cho cái xứ sở Củ Chi, chứ mày cũng tốt đẹp gì mà người ta phải tôn trọng mày? Mà trong cái đó là mày không cảm ơn bà cái con làm răng kia, mày không cảm ơn đặc biệt là cái Loan nha. Trong drama này mày nhờ có cái dụ xà bần của cái câu chuyện của cái Loan á, là mày mới có tiền mày nuôi chồng nuôi con nuôi dòng họ nhà mày, với mày có cái tiền mà mày húp chén cháo, với mày có đồng tiền để mà mày đi chữa, mày mua thuốc mà mày uống hàng ngày đó con, nghe chưa? Cái con địa đạo Củ Chi, cái con vô ơn nha, tao nói cho mày, mày mới gọi là chính thức là cái con vô ơn, cái con phản bội, nghe chưa? Cái con mà dạng như là cái thứ mà dạng như là ăn xong giọng xong quẹt mỏ, nghe chưa? Cái con địa đạo, cái con khoai mì Củ Chi, nghe chưa? Con mì tôm, nghe chưa? Nhìn mặt mày giống như là bảy sắc cầu vồn, giống như là dạng như cá cái gì, cá cảnh bảy màu á, y chang vậy luôn á. Cái bản mặt mày mà không có hàm răng của người ta làm cho mày á, thì chắc bữa nay cái mặt mày coi như là cũng giống như chí phèo thì nở không trai, hiểu không? Giờ mới cộng thêm là cái bản chất của mày là cái phường mà dạng như là cái phường động vật, chứ không phải là cái phường buôn bán, nghe chưa? À, tới đây thôi, tao dạy dỗ cho mày như vậy là đủ rồi nha. Con cái con địa đạo Củ Chi, nghe chưa? Cái con tập đoàn ghi âm chi nhánh hai, nghe chưa? Mày là mày hãy đợi đấy, tao sẽ còn lên video về mày nữa, nghe chưa?
Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ cho anh Ngựa một lượt đăng ký cũng như một lượt like nha cả nhà. Bye bye cả nhà, anh Ngựa sẽ lên những cái video kế tiếp. Cả nhà nhớ nhấn vào cái nút chuông để đón nhận những video kế tiếp nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và chúc cả nhà lúc nào cũng mạnh khỏe để ủng hộ cho Hồng Loan nha. Bye bye cả nhà.